Chào mừng các cô chú anh chị đến với kênh Thu Hòa Nhật Bãi. Vâng, em thì em hầu hết em hay lên video những em bếp thì nó tính năng đơn giản, dễ sử dụng đối với người Việt mình. Còn em có cả bếp chức năng đa chức năng thì nếu có bác có nhu cầu thì cứ inbox cho em sẽ quay. Và hôm nay em sẽ quay một em bếp có chức năng đơn giản, Paloma núm vặn các bác ạ. Mặt men. Đây, mặt men màu đen các bác. Các bác đang xem video ủng hộ em Hoài bằng nút đăng ký kênh. Các nào đã đăng ký rồi thì cho em xin một nút đăng ký các bác nhé. Đây, mặt men màu đen. Mặt men màu đen đây các bác. Mặt men màu đen thì nhiều bác thích màu đen như thế này thì nó dễ lau chùi. Đây, cái kiềng của nó đấy ạ. Kiềng bằng thép không gỉ. Kiềng bằng thép không gỉ. Còn cái bộ chia lửa này các bác này, bộ chia lửa bằng hợp kim nhôm, độ bền cao, chịu nhiệt tốt, rất là nhẹ các bác. Nhìn các bác nhìn, em bếp dù đã qua sử dụng nhưng cái bộ chia lửa nó vẫn rất là đẹp luôn. Đây là cái hạng bếp, đây là cái cảm biến đáy nồi này, đây là cái đánh lửa này, đây là cái cảm biến chống rò rỉ ga các bác, cảm biến chống rò rỉ ga. Đây. Với những em bếp như thế này, cái cảm biến chống rò rỉ ga rất quan trọng luôn. Nhưng mà mình hôm nay mình nấu chào nước tắt chào nước mà gai tắt bếp thì ga nó tự động khóa ga, nó không gây rò rỉ ga ra ngoài, tiết kiệm ga, an toàn tuyệt đối cho chúng ta. Đây, đây là bộ chia lửa nha các bác. Thì tính năng an toàn như thế thì lát nữa em sẽ thử test các tính năng cho các bác xem. Bây giờ trước hết là em sẽ thử tính năng là cảm biến tắt bếp cho chúng ta. Đây. Thưa các bác, nhận biết thì các bác ấn hơi lâu một chút xíu để ga nó nạp vào đường dẫn. Đây, các bác thấy không? Ga nó nạp vào đường dẫn thì nó sẽ nạp vấn đề. Đây, các bác thấy không ạ? Ga, lửa rất là xanh, các bác quan sát này. Lửa rất là xanh luôn. Các bác quan sát nhé. Lửa xanh. Lửa xanh thế này là tiết kiệm ga cho chúng ta rồi ạ. Tiết kiệm ga mà không gây đen nồi đâu. Không giống như bếp Việt và bếp Trung Quốc mình, nấu một thời gian là cái bếp nó sẽ bị đen nồi. Nhưng mà cái bếp Nhật này dù đã qua sử dụng như các bác nhìn thấy không, lửa nó rất là xanh luôn. Em bếp này thì đời sản xuất của nó là năm 2018 ạ. Năm 2018. Bên Nhật thì họ có một cái khi mà họ muốn lên thay đổi bếp này, mặc dù họ bếp đang chưa hỏng hay là chưa vấn đề gì hết, họ có thể thay bếp, họ lên mua một cái bếp đời mới khác để họ dùng. Đấy, mặc dù cái tính năng của nó vẫn rất là an toàn luôn. Bây giờ thì em sẽ cho các bác xem cái lò nướng của bếp. Lò nướng của em bếp Paloma gồm có mặt kính khay nướng và vỉ nướng đây các bác. Các bác nhìn thấy không? Rất là sáng, bóng, đẹp. Cái khay nướng này như cảm giác là rất ít sử dụng thôi. Còn đây là cái bên trong này. Đây là cái bên trong lò nướng đây các bác. Bên trong lò nướng là rất là sáng, bóng đẹp luôn ạ. Các bác thấy không? Rất là sáng, bóng đẹp. Bây giờ sẽ bật cái lò nướng. Lò nướng là cái hiệu hình con cá đây các bác nhé. Lò nướng cái hiệu hình con cá. Khi các bác mới nhận bếp thì các bác ấn ga lâu một chút xíu để ga nạp vào đường dẫn thôi là được. Đây các bác quan sát đây. Đây, lửa nó thành khung như thế này và nhiệt nó hấp từ trên xuống và nó thoát khói ra ở cái vía này. Ga nó đồ ăn của mình sẽ không hề có mùi hôi ga đâu ạ. Rất tuyệt các bác, đúng không? Đồ ăn của mình sẽ không có mùi hôi ga, chín nhanh hơn. Các bác có thể nướng trứng, nướng tôm, nướng mực, nướng cá vào đây đều nướng được hết ạ. Đặc biệt là nướng trứng, em thì em hay nướng trứng vào trong cái lò này. Nướng trứng thì em nướng quen rồi, khoảng tầm 6 phút thôi. Đấy, các bác nướng 6 phút sau đó là các bác tắt đi, bác để âm trong cái lò nướng này thì trứng nó chín rất là ngon. Đấy, các bác cứ mua bếp bên em và trải nghiệm cái lò nướng của một em bếp Nhật nó như thế nào, rất tuyệt vời và tiện dụng các bác nhé. Rất tuyệt vời và tiện dụng. Đây, bây giờ em tắt cái lò nướng để cho các bác xem. Đây, bếp đã tắt ga, tức là khi mà cái nhiệt độ đáy nồi nó đạt 200 độ C thì ga sẽ tự động giảm. Và khi mà đạt trên 200 độ C thì lửa sẽ tắt và ga sẽ tự động khóa. Bây giờ em cho các bác xem là ga đã khóa chưa, mặc dù bếp bên đã bật này. Đấy các bác thấy không? Tín hiệu đèn báo đỏ này, bếp vẫn đang bật. Đây. Ga đã khóa. Có tuyệt vời không các bác? Đấy, nói thì các bác không tin nhưng mà
khối em bếp của Việt hay là bếp của Trung Quốc thì không bao giờ có tính năng này. Chỉ có bếp Nhật nội địa thì mới có tính năng này các bác ạ. Bây giờ em sẽ thử tính năng gió thổi tắt bếp, tức là cái cảm biến chống rò rỉ ga cho. Đây các bác xem, lửa lên rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vặn nhỏ để em thổi cho nó dễ. Đấy. Với tính năng gió thổi tắt bếp này thì nhiều trường hợp là không ai mình nấu ở gió nó làm tạt lửa hoặc là nước nó trào lửa ra thì ga nó, nếu mà như bếp Việt và bếp Trung Quốc của mình thì ga nó vẫn ra như bình thường đúng không các bác? Nhưng mà với em bếp Nhật thế này, độ thông minh của người Nhật họ chế tạo ra một cái bếp này thì sau từ 5 đến 10 giây ga tụi chúng ta đã tự động khóa luôn rồi các bác ạ. Đây, đèn báo đỏ đã báo là ga đã khóa từ 5 đến 10 giây rồi các bác. Rất tiện luôn. Bây giờ em sẽ thử cho các bác xem nhé. Đây, đèn báo đỏ này. Mặc dù chúng ta không theo dõi đèn báo đỏ nhưng mà cứ 5 đến 10 giây là bếp nó tự động khóa thôi. Đây, một em bếp cực kỳ thông minh đến từ người Nhật của chúng ta. Người Nhật các bác ạ, người Nhật họ chế tạo, họ dùng, họ thiết kế ra những cái tiện ích cho người dân của họ dùng. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà những cái tính năng an toàn của nó thì vẫn không thay đổi, vẫn rất là đẹp. Đặc biệt cái lò nướng lúc nãy em cho các bác xem, lò nướng vẫn rất đang mới đây. Còn đây cái mặt bếp, mặt men này rất là đẹp luôn. Đây, bếp này thì em bán với giá là 2.300.000 đồng các bác ạ, 2.300.000 đồng. Ngoài ra bên em còn có bếp có giá 1.900.000, trên 2 triệu, trên 3 triệu cũng có. Thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0973 582 575. Em Hòa xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.